Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Nếu như mình nói về Facebook, nếu như chúng ta nói về Pepsi thì đây đều không phải là những công ty smartphone, đây đều không phải là những nhà xuất smartphone. Thế nhưng anh em nghĩ sao nếu mình nói rằng ngày trước, trong năm về trước thì Facebook cũng đã có chiếc điện thoại của riêng mình và Pepsi cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy thì những chiếc điện thoại của những hãng này có thành công hay không và nó như thế nào, nó ra làm sao? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Vậy thì anh em đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Bắt đầu thôi. Anh em ơi. Vâng, và trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì nếu như anh đang quan tâm tới những phụ kiện cũng như sản phẩm để có thể làm việc, giải trí cũng như là kiểm tra sức khỏe tại nhà thì hiện tại Cellnet đang có chương trình hỗ trợ mùa dịch free ship toàn bộ đơn hàng. Và đường link của chương trình này mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhé. Anh em chỉ cần bấm vào thôi. Tất cả những thông tin chi tiết về thông tin sản phẩm này, giá bán cũng như là khuyến mại thì đều có ở đường link bên dưới. Hãy bấm vào tìm hiểu thử nhé. Chiếc máy đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em, nó có một cái tên vô cùng đơn giản: chiếc điện thoại của Facebook, hay còn được gọi là Facebook Phone. Hoặc nó sẽ còn có thêm một cái tên khác dễ nhớ hơn, và chắc chắn là khi mà mình nói ra cái tên này rất nhiều anh em sẽ nhận ra, đó chính là chiếc HTC First. Nghe quen đúng không ạ? Mình biết ngay mà, bởi vì là Facebook họ đã kết hợp với HTC và nhà mạng AT&T để tạo ra chiếc máy này, cũng như là mong muốn nó trở nên phổ biến và viral trên rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và kết quả thì anh em cũng đã biết rồi, chiếc máy này đã thất bại thảm hại. Được giới thiệu vào tháng 4 năm 2013, tức nghĩa là cách đây gần một thập kỷ, thì HTC First chính là một trong những tham vọng của Mark Zuckerberg để tiến ra thị trường smartphone. Cụ thể, ông đã từng chia sẻ: "Một trong những nuối tiếc lớn nhất của tôi là Facebook không có cơ hội thực sự để gây dựng nên một hệ sinh thái hệ điều hành trên di động. Chính vì vậy nên là ông đã có hai pha xử lý đi vào lòng đất. Với việc tạo ra giao diện Facebook Home và tạo ra chiếc HTC First, chiếc điện thoại Android được cài sẵn giao diện Facebook Home và hãng còn kết hợp với nhà mạng AT&T, một trong những nhà mạng rất có lực, với tham vọng chiếc máy này sẽ sớm được phổ biến và được nhiều người dùng đón nhận. Thế nhưng tham vọng thì nó là một chuyện, còn tiền thì nó lại nằm trong tay người dùng. Quyền quyết định là của khách hàng, chứ có phải là muốn viral là viral được đâu, đúng không ạ? Kết quả là HTC First thất bại thảm hại. Máy bán ra chưa được một tháng thì AT&T đã phải giảm giá từ $99 xuống chỉ còn 99 cent, tương đương với khoảng 20.000 đồng Việt Nam. Giấc mơ điện thoại giá rẻ chưa bao giờ thực tế như vậy. Nguyên nhân nhà mạng AT&T phải giảm giá sốc như thế, đó chính là bởi vì số lượng máy bán ra sau một tháng chỉ đạt 15.000 máy, một con số quá thấp đối với một chiếc máy có Facebook và HTC bảo kê. Facebook Home thì bị người dùng chửi lên bờ xuống ruộng, người dùng nói rằng giao diện này là một giao diện tốn pin, phức tạp, lại còn làm chậm máy, thả tắt đi, bật app Facebook còn nhanh hơn. Và đương nhiên là Facebook Home đã nhận phải một cơn bão không hãng nào muốn nhận, đó chính là bão một sao. Và sau đây xin được trích nguyên văn một nhận xét của người dùng: "Đúng là rác rưởi, tôi không thích nó, tôi không muốn một đống người lạ trên điện thoại của tôi 24/7. Tại sao mấy ông lại nghĩ ra cái ý tưởng này được nhỉ? Thế là Facebook không cần tốn quá nhiều thời gian để phổ biến giao diện này, tại vì làm gì có ai dùng đâu ạ." Bên cạnh đó thì một trong những lý do nữa khiến cho chiếc máy này thất bại ê chề như vậy, đó chính là về bản thân chiếc máy cũng không có quá nhiều điều nổi bật. Với thiết kế mờ nhạt, phần cứng không quá nổi trội, với màn hình chỉ là HD, kích thước cũng chỉ là 4,3 inch. Với con chip Snapdragon 440 đi kèm với nó là 1GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Và đặc biệt, mức giá lại khá cao, kết quả là thất bại ngay từ trong trứng nước. Các nhà phân tích thì cũng chả ai bất ngờ với kết quả này, vì họ đã dự báo từ trước khi mà chiếc HTC First phải đối đầu với những đối thủ quá mạnh, ví dụ như Samsung Galaxy S4 hay thậm chí chính cây nhà lá vườn mang tên HTC One. Đó, và anh em có thể thấy được rằng muốn làm ra một cái điện thoại đâu phải là dễ, đâu phải cứ nhiều tiền là làm được đâu, đúng không ạ? Mà cũng may rằng là chiếc Facebook Phone của chúng ta thất bại. Chứ nếu như mà bây giờ nó mà phổ biến, nó mà viral thì nhiều khả năng điện thoại bây giờ cũng chỉ toàn quảng cáo mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại nhân vật thứ hai, một trong những hãng nước ngọt, một trong những hãng giải khát số 1 thế giới hiện nay, đó chính là Pepsi. Anh em nghe thì có vẻ lạ đúng không ạ? Thế nhưng mà Pepsi đợt trước thì họ đã có không chỉ một mà có tới hai chiếc smartphone là Pepsi P1 và P1S. Và khi hai chiếc máy này được ra mắt cũng như được nhá hàng thì đã có rất nhiều người quan tâm đến nó. Lý do vì sao? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Pepsi P1S và Pepsi P1 là bộ đôi điện thoại của một trong những thương hiệu giải khát số 1 trên thế giới. Tuy nhiên, thay vì bán để lấy doanh số thì Pepsi đã đi một nước đi khá thông minh khi mà họ chỉ làm hai chiếc máy này để thu hút sự chú ý mà thôi.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng đây là hai chiếc điện thoại tệ, mà trái lại nó sở hữu rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên về mức giá, khi mà về Việt Nam, giá của nó chưa tới 4 triệu đồng và chúng ta đã có thiết kế kim loại sang trọng, màn hình lớn 5,5 inch, Full HD đi kèm với đó là viên pin 3000 mAh. Với một chiếc máy dưới 4 triệu thì đây không phải là một cấu hình tệ. Khi người dùng mua chiếc máy này về thì máy cũng sẽ được cài sẵn giao diện Pepsi với những icon vô cùng màu sắc và bắt mắt. Tuy nhiên đáng tiếc thì đó lại là tất cả những gì của Pepsi ở trên trong chiếc máy này. Về cơ bản thì hãng chỉ đóng cái logo trên cái máy này mà thôi, còn về sản xuất thì hãng lại đi thuê ngoài. Chính vì thế, thế nên là chiếc Pepsi P1 nó được đánh giá rất giống với chiếc Oppo R7 Plus. Và nếu như mà bỏ logo Pepsi đi mà thay bằng logo của Oppo, chắc cũng chả ai biết. Và nhìn chung thì với chiếc Pepsi P1 và chiếc Pepsi P1S này thì mình thấy rằng đây nó là một cái thương vụ nó không gây tổn hại quá nhiều cho Pepsi. Bởi vì về cơ bản là hãng cũng không quá quan tâm về cái việc là máy có bán được hay không. Bởi vì như anh em thấy đấy, hãng này bán nước còn lãi hơn cả bán điện thoại cơ mà, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì đây rõ ràng là một thương vụ smartphone vô cùng smart tới từ Pepsi. Duy chỉ có một điều khá đáng tiếc, đó chính là mình đã mong rằng khi mà chiếc máy này ra mắt thì nó sẽ có nhiều chất riêng của Pepsi hơn, thay vì là hãng chỉ đóng một cái logo ở trên chiếc máy của chúng ta. Chứ còn tưởng thế nào chứ, mà đóng cái logo thì ai chả làm được, đúng không ạ? Rồi, thì đó là về cái ứng cử viên thứ 3, chiếc Pepsi P1 và chiếc Pepsi P1S. Chiếc điện thoại thứ 3 mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là chiếc điện thoại tới từ Marshall. Marshall là một công ty âm thanh, một công ty chuyên về những cái đồ như kiểu là loa này, tai nghe, nói chung là rất là xịn sò. Và tất nhiên là hãng cũng không bỏ qua cơ hội để có thể dấn thân vào thị trường smartphone khi mà họ đã tạo ra một chiếc điện thoại có khả năng nghe nhạc cực kỳ đỉnh cao, hoặc là một chiếc máy nghe nhạc có khả năng nghe gọi. Tất nhiên là tùy chọn thế nào thì xin mời anh em hãy chiêm ngưỡng những hình ảnh ngay sau đây. Vào năm 2015 thì Marshall đã quyết định cho ra mắt một mẫu điện thoại Android với thiết kế vô cùng độc đáo. Hãng đã quyết định đặt tên cho dế cưng của mình với một cái tên vô cùng đơn giản, mang đúng phong cách của người Anh: Marshall London. Đây là một chiếc điện thoại Android hướng tới trải nghiệm âm nhạc tuyệt đỉnh. Điểm đặc biệt của chiếc máy này đó chính là nó sẽ có tới 2 jack cắm tai nghe 3.5 để có thể cắm được 2 tai nghe nghe nhạc cùng một lúc. Họa tiết của chiếc máy này cũng vô cùng sang trọng, với mặt lưng được làm ra, cùng với đó là điểm xuyết một vài phím bấm màu vàng. Đặc biệt là nút tăng giảm âm lượng được thiết kế xoay nhìn siêu đẹp. Nhìn tổng thể, thực sự là xứng danh của Marshall khi mà họ đã làm ra một chiếc máy có thiết kế đẹp đến như vậy, chứ không như cái hãng ở trên. Tuy nhiên đổi lại thì máy có cấu hình ở mức trung bình khi màn hình chỉ có kích thước là 4,7 inch, RAM 2GB, màn IPS với độ phân giải chỉ là HD. Bộ nhớ trong của máy cũng chỉ là 16GB mà thôi. Và tất nhiên là máy cũng sẽ có một giá thành khá cao, khi mà mức giá khởi điểm của máy cũng sẽ có một mức giá lên tới là 14 triệu đồng. Tất nhiên là vẫn sẽ có những tín đồ của Marshall chịu mua chiếc máy này. Nhưng mà những người dùng phổ thông lại cho rằng đây giống với một chiếc máy nghe nhạc có khả năng nghe gọi hơn là một chiếc điện thoại. Hiện tại thì mức giá của chiếc máy này đã được giảm xuống tầm khoảng 8 triệu ở trên những cửa hàng chuyên về âm thanh. Vậy thì nếu như mà có anh em nào là fan của Marshall và anh em đã mua chiếc máy này rồi thì anh em hãy comment giúp bọn mình ở phía bên dưới. Tại vì là về cơ bản bọn mình cũng chưa có cơ hội được trên tay chiếc máy này và nhìn cái thiết kế của chiếc máy này thôi, thực sự là mình cũng thấy đã phấn khởi rồi. Thế nên là nếu như mà anh em nào mà sở hữu chiếc máy này thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Bọn mình sẽ ngay lập tức liên hệ và mượn của anh em chiếc máy này để có thể trên tay. Rồi, và như vậy thì đó là ứng cử viên thứ 3. Chiếc máy cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay sẽ là một chiếc máy cũng đặc biệt không kém. Đối với lại thời đại công nghệ phát triển như ngày nay thì chúng ta đã quá quen thuộc với những hãng camera nổi tiếng, ví dụ như là Sony hay là Canon. Tuy nhiên là vào những năm về trước thì có một hãng cũng nổi tiếng không kém, thậm chí là còn cực kỳ thịnh hành và được rất nhiều người ưa chuộng, mà có lẽ là nếu như mà mình nhắc cái tên này thôi, anh em chơi máy ảnh phim sẽ biết ngay. Đó chính là Kodak. Nghe quen đúng không ạ? Và tất nhiên là trong khoảng thời gian gần đây thì Kodak họ cũng đã có cho ra mắt chiếc smartphone của mình. Và điểm đặc biệt của chiếc smartphone này đó chính là nó sẽ có một thiết kế giống như là một chiếc máy ảnh du lịch. Và anh em đoán rằng chiếc máy này thành công hay không ạ? Tất nhiên là không. Được ra mắt vào năm 2017, chiếc điện thoại Kodak Extra có một thiết kế rất độc đáo, lấy cảm hứng từ chiếc máy ảnh Kodak Extra 1. Nhìn những hình ảnh này thì anh em cũng có thể thấy được rằng là chúng giống nhau đến như thế nào rồi. Chiếc điện thoại có cảm giác như một chiếc máy ảnh du lịch vô cùng gọn nhẹ. Nó có một phím chụp ảnh được khắc logo của Kodak ở trên, khá là dễ thương. Giao diện chụp ảnh của máy cũng được làm cho giống với lại những chiếc máy ảnh du lịch, khi mà người dùng có thể xoay để điều chỉnh chế độ chụp ảnh.
máy sẽ còn có thêm cả báng cầm được làm nhô lên. Tuy nhiên thì việc máy làm bằng nhựa giả ra thì đã khiến cho chiếc máy này trở nên kém sang hơn đôi phần. Với việc là một hãng máy ảnh nổi tiếng, tuy nhiên cảm biến camera ở trên chiếc Kodak Extra lại vô cùng khiêm tốn khi mà nó được đánh giá là khá bé, chỉ là 0,29 inch mà thôi. Camera của máy lại lồi lên khá nhiều và gây ra khó khăn khi cầm nắm và sử dụng. Máy cũng không có cấu hình quá nổi bật khi chỉ được trang bị con chip Helio X20, đi kèm với nó là 3GB RAM và viên pin với dung lượng 3000mAh. Với chất lượng ảnh chụp thì máy cho ra chất lượng không đến nỗi tệ, thế nhưng mà đạt được đến đẳng cấp của Kodak thì vẫn còn chưa được tương xứng cho lắm. Tuy nhiên, cái sự thất bại của chiếc máy này lại đến từ lý do khách quan nhiều hơn, khi mà cùng thời điểm năm 2017, người dùng có quá nhiều lựa chọn để chụp ảnh đẹp trên điện thoại. Ví dụ, chúng ta có thể kể đến như chiếc iPhone 10 hay là Samsung Galaxy S9. Bên cạnh đó thì Google cũng đã nhảy vào cuộc đua với chiếc Pixel 2, đi kèm với nó là khả năng xử lý ảnh cực kỳ ngon. Tất cả những điều trên đã khiến cho chiếc Kodak Extra chỉ còn là một cái tên. Vâng, và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với anh em về những mẫu smartphone của những hãng mà họ không chuyên về smartphone. Vậy còn anh em thì sao? Anh em ấn tượng nhất với chiếc điện thoại nào ở trên danh sách mà mình đã chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay? Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và anh em đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của anh em TV. Và anh em đừng quên rằng hiện tại bọn mình đã xuất hiện ở trên Facebook cũng như là TikTok. Và nếu như anh em muốn ủng hộ bọn mình thì bọn mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới để cho anh em có thể theo dõi bọn mình ở trên fanpage Facebook và cả trên TikTok nữa. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.